Xin chào các bạn, lại quay lại với trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì là đến video ngày thứ ba mình thuần hóa những chú cá koi. Xem chừng 2 ngày đầu thì đã có chút thành quả, và ngày thứ ba chúng ta cùng chờ xem có điều gì không. Sau một hồi đổ cám thì những chú cá cũng chỉ bơi đi bơi lại thôi. Mặc dù mình cũng có gọi rồi nhưng nó cũng chưa ra. Xem chừng cũng khá chi là khó khăn đấy các bạn. Những chú cá chỉ đảo ra sau đó lại quay lại, và cuối cùng thì cũng nên ăn. Phải công nhận là những chú cá này bơi rất chi là nhanh. Nó đang ra ăn như kiểu ăn trộm ấy. Ăn xong là chạy. Có thể là những chú cá này mình thấy đang quen ăn ở đáy rồi, nên là không nên lên trên mặt để ăn. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi mà xem chừng những chú cá vẫn còn khá chi là rát. Mặc dù ra ăn nhưng mà lại chỉ ăn ở tầng đáy thôi. Đấy, thỉnh thoảng có động một cái là chú chạy rất chi là nhanh, chạy mất tích luôn. Và ngày thứ ba mình thấy khó khăn hơn nhiều, không đơn giản như những ngày đầu mình nghĩ. Những chú cá có vẻ khó thần. Nhưng chúng ta thấy chúng chỉ ra ăn sau đó lại quay trở lại. Ít khi ngoi lên mặt nước. Các bạn, chúng ta có những cái mẹo gì để giúp cho những chú cá này nhanh chỉ cho mình với. Xem chừng cứ ngồi cho cá ăn này lâu lắm, những chú cá thì vẫn cứ rát. Khi bắt đầu cái video đang mong muốn là những chú cá bạo hơn, sau đó khi cho ăn thì sẽ ra đớp ngón tay mình cơ. Vẫn tiếp tục thêm cám để xem tình hình như nào. Nhưng chúng ta thấy những chú cá toàn đi lấp thôi, ít khi ra ăn lắm. Thỉnh thoảng có ra ăn thì ăn xong lại chạy. Đấy, các bạn thấy đấy. Chúng chỉ lên đớp một chút sau đó lại chạy xuống. Đây, khúc này thì khả năng còn ăn được lâu lâu một chút. Ba con nên tranh nhau. Cứ một con đang ăn ở trên mặt thì lại có một con nhảy lên đớp. Sau đó chúng nó lại chạy hết xuống dưới. Khi mà chúng đớp mạnh như thế thì những hạt cám sẽ chìm hết xuống dưới. Và thế là cả ba con nó đều ngồi xuống dưới nó ăn. Nhưng xem chừng khi có ánh đèn điện và có người ngồi mà chúng cũng ăn thì là cũng, mình nghĩ cũng gọi là thuần hơn một chút. Chưa thuần được như mình mong muốn, nhưng thấy khả năng là nó cũng đang có tiến triển rồi. Mặc dù cũng thấy khá nhiều khó khăn, nhưng mà nó là thử thách mà, thì chúng ta phải cố gắng đến cùng. Các bạn cùng chờ đón cái khoảnh khắc mà những chú cá cứ nổi lên ăn. Đây, mình muốn là chúng nổi ăn như này này. Đấy, phải ăn được như này rất lâu. Chú cá rất chi là đẹp, đặc biệt là chú cá màu vàng đen kia. Màu vàng rất chi là óng. Chúng cứ lên trên mặt chúng nó ăn một lúc thì những cái hạt cám lại chìm xuống. Chìm xuống thì bắt đầu cả ba con nó kéo nhau hết xuống dưới nó ăn, chả nối lên nữa. Cái khoảnh khắc mà những chú cá đã ngoi lên ăn nhìn cũng khá chi là bắt mắt. Nhưng mà mình tin chắc là dần dần thì những chú cá này sẽ cứ luôn luôn ở trên mặt như vậy ăn. Cuối tuần thì mình sẽ đi tìm cái loại cám nổi trên mặt. Có loài cám nổi trên mặt không chìm xuống ấy, thì mình nghĩ là chắc chắn là những chú cá này sẽ phải nổi lên trên để ăn. Thôi, chúng ta cùng chờ đợi vậy. Và video của mình thì hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và các bạn cùng chờ những video tiếp theo để xem thử thách của mình có thành công không nhé. Xin cảm ơn các bạn.